Mình xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn trở lại kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho quý vị, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và bạn bè. Và hôm nay nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như nút đăng ký kênh là cái nút subscribe, nút đỏ ở phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên được nhận video và bạn là người đầu tiên được nhận những cái thông tin mới nhất nhé. Và video hôm nay mình xin chia sẻ cùng quý vị, anh chị và các bạn những thông tin chính như sau. Nhà chức trách đã bắt được nghi phạm gửi cái chất độc chết người qua thư cho Tổng thống Trump. Và cái thông tin tiếp theo là California tạm ngưng nhận đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 2 tuần lễ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời quý vị, anh chị và các bạn hãy theo dõi video nhé. Đã bắt được nghi phạm gửi cái chất độc chết người qua thư cho Tổng thống Donald Trump. Theo các nhà chức trách thì một quan chức hành pháp Mỹ cho biết một người phụ nữ bị cáo buộc gửi một cái lá thư chứa chất độc chết người, chất đó gọi là chất ricin, cho Tổng thống Donald Trump đã bị nhà chức trách bắt giữ. Vào ngày 20 tháng 9, một cái quan chức thực thi pháp luật liên bang tiết lộ một người phụ nữ chưa được công bố tên tuổi và danh tính cũng như thông tin rõ ràng đã bị các nhân viên của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới bắt khi mà tìm cách nhập cảnh từ Canada vào nước Mỹ. Khi đó người phụ nữ này có mang theo vũ khí. Vào hồi tuần trước, giới chức Mỹ đã phát hiện trong phong bì gửi tới Trung tâm xử lý thư tín Nhà Trắng có một cái phong bì chứa một cái chất cực độc, chất đó gọi là chất ricin. Trong cái bì của cái bao thư đó thì đề tên người nhận là Tổng thống Donald Trump. Thì theo tin tức đài CNN, và có cái nguồn tin nói rằng lá thư được gửi từ Canada, và cái lá thư này trong cái bao thư đó chứa một cái loại bột có đặc tính giống như là bột thầu dầu. Và kết quả của cái cuộc xét nghiệm cái chất bột này cho thấy cái ricin, đó là chất ricin chứa một cái chất kịch độc gây chết người. Tất cả những cái thư từ, những cái bao thư, những cái bưu kiện và những cái món hàng nào gửi đến Nhà Trắng đều được các nhà chức trách phân loại và sàng lọc tại một cơ sở an toàn bên ngoài trước khi giao tới Nhà Trắng. Phong bì chứa cái chất độc ricin này nó được phát hiện tại một cái cơ sở xử lý cuối cùng ở bên ngoài trước khi gửi tới phòng thư từ của Nhà Trắng. Thì theo Bộ trưởng An toàn Công cộng của Canada cho biết đã nhận được thông tin về thư chứa ricin được gửi đến Nhà Trắng và đang phối hợp điều tra với giới chức Mỹ. Các cơ quan mật vụ và Cục Thanh tra Bưu điện, cơ quan FBI của Mỹ đang điều tra lá thư khả nghi xuất hiện ở cơ sở xử lý thư tín chính phủ. Đồng thời, cơ quan FBI cũng đã cho biết rằng hiện tại không có mối đe dọa nào tới cộng đồng. Quý vị, anh chị và các bạn có biết cái chất ricin là một cái chất độc cực mạnh xuất hiện ở trong cái hạt thầu dầu. Nó có trong cái hạt thầu dầu đó các bạn. Nó có khả năng gây chết người rất là cao. Lượng ricin nhỏ chỉ bằng một cái hạt muối thôi, nó cũng làm cho người con người tử vong. Và có thể được sử dụng qua đường tiêm, hoặc là người ta có thể hút nó, hoặc là tiêu hóa,
hoặc chưa có một cái loại thuốc nào có thể giải độc được cái chất kịch độc này. Thì người ta nói rằng cái chất độc resin này từng được sử dụng để nhắm vào các chính trị gia Mỹ qua thư. Năm 2014, có một cái người nữ diễn viên Shannon Richardson đã bị kết án vì gửi các phong bì chứa chất độc resin tới Tổng thống Obama và thị trưởng thành phố New York Michelle Bloomberg. Quý vị và anh chị thân mến, sau đây là bản tin tiếp theo. Tiểu bang California tạm ngưng nhận đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Thì giới hữu trách của tiểu bang California vào ngày 19 tháng 9, họ vừa mới thông báo họ sẽ tạm ngưng nhận cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp để họ có thời gian đưa các biện pháp là ngăn ngừa cái tình trạng những cái người mà gian lận, và họ muốn làm giảm bớt cái số lượng bị tồn đọng do có hơn 2 triệu người thất nghiệp trên toàn tiểu bang trong thời gian có dịch bệnh xảy ra. California đã thông báo rằng việc tạm dừng lại 2 tuần lễ này hôm thứ Bảy, gọi đây là giai đoạn hoàn chỉnh để giúp xét đơn mới nhanh chóng hơn, giảm bớt tình trạng gian lận, giải quyết hồ sơ tồn đọng để mà làm cho nó tiến triển nhanh hơn. Thì hiện có gần 600.000 người dân ở tiểu bang California có hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp đã nộp đơn 21 ngày mà chưa được phát triển việc làm, chưa được Sở Phát triển Việc làm gọi là EDD, thường người ta gọi là Sở Thất nghiệp, giải quyết cho cái tiền trợ cấp thất nghiệp này. Thì Sở EDD đang gặp rất nhiều khó khăn và những cái trở ngại, những cái gián đoạn trong thời gian này vì họ sử dụng những cái hệ thống máy móc cũ kỹ, và trong lúc cái đơn, cái hồ sơ mà xin trợ cấp thất nghiệp nó tăng lên rất là cao và những cái hệ thống máy móc cũ thì nó chậm cho nên không có giải quyết nhanh được. Tạm dừng nhận đơn được đưa ra sau một toán đặc nhiệm do thống đốc Gavin Newsom thành lập đã đưa ra đường hướng giải quyết vấn đề và có biện pháp tối tân hóa hệ thống điện toán hiện nay. Tất nhiên là họ muốn dừng lại, không có nhận đơn nữa để mà họ nâng cấp cái hệ thống máy móc lên để cho nó có thể chạy nhanh hơn, làm việc nhanh hơn và họ sẽ giải quyết được hồ sơ một cách nhanh hơn cho người dân. Trong vòng 2 tuần ngưng nhận hồ sơ thì Sở Thất nghiệp họ sẽ tiến hành cái chương trình gọi là ID.me nhằm họ nhận diện cái người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, họ đòi hỏi người nộp đơn phải chuyển qua hệ thống điện toán giấy tờ cá nhân và phải chụp hình. Những cái nhà chức trách nói rằng cái biện pháp này sẽ giúp khám phá ra những cái trường hợp mà họ gian lận sớm hơn, thay vì là cách gửi thư đến nhà để yêu cầu bổ túc giấy tờ như hiện nay. Việc tạm ngưng này chỉ ảnh hưởng tới những người nào lần đầu tiên nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp. Còn những người mà đã từng nộp đơn trước đây thì không có bị ảnh hưởng. Những người đã nộp đơn và có hồ sơ với cái sở EDD này vẫn có thể sử dụng cái hệ thống là UI online để khai thất nghiệp trong thời gian 2 tuần lễ. Và đó là những thông tin mới nhất mình xin gửi đến quý vị anh chị và các bạn ngày hôm nay. Tiện đây mình cũng xin chia sẻ cùng quý vị anh chị và các bạn, hiện tại mình đang làm hồ sơ chuyên lo về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Nếu quý vị và anh chị đang có hồ sơ bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư nhưng thiếu income, cần một người cô sai, người bảo trợ tài chính, và nếu quý vị và anh chị đang cần một cái vé máy bay để về Việt Nam, hãy gọi liên hệ mình ở số điện thoại 714-244-8834 để được sự giúp đỡ tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.